Danh y để lại 9 bài tập trường thọ dành cho tuổi 60. Kính thưa quý vị và các bạn, theo y học cổ truyền, tuổi thọ của con người không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền bẩm sinh mà còn phụ thuộc vào cách bạn chăm sóc sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe tốt không nhất thiết phải tốn tiền cho thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Nếu nắm vững một số bài tập đơn giản và kiên trì thực hiện, bạn còn có thể đạt được những hiệu quả tốt hơn, không tốn kém mà lại có tác dụng điều hòa, cân bằng âm dương, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Điều may mắn là những bài tập này lại vô cùng đơn giản và có thể thực hiện tại nhà mỗi ngày. Cùng Bờ Tỉnh Thức đi tìm hiểu 9 bài tập trường thọ, càng tập càng trẻ khỏe ra, ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về Dương Lâm, một bác sĩ y học cổ truyền nổi tiếng Trung Quốc. Ông đã thực hành Tam Bảo Công để bảo vệ sức khỏe. Rất nhiều người đã gọi điện và muốn biết thêm về Tam Bảo Công và những phương pháp bảo vệ sức khỏe của ông. Đó chính là chế độ chăm sóc sức khỏe độc đáo, phương pháp tự điều trị để giảm đau. Trưởng lão Dương Lâm tin rằng luyện tập khí công ở một mức độ nhất định có thể cân bằng âm dương của cơ thể và tăng cường khả năng tự phục hồi, từ đó đạt được mục đích tự chữa bệnh. Ví dụ là các phương pháp bồi bổ, thanh lọc và điều hòa của Tam Bảo Công mà ông khám phá ra. Chúng đều có tác dụng làm giảm đau thông qua điều hòa hơi thở. Cụ thể, phương pháp bổ bao gồm hít vào dài và thở ra ngắn, có thể làm giảm cơn đau do cung cấp máu không đủ ở vùng trước tim. Phương pháp thanh tẩy bao gồm hít vào ngắn và thở ra dài, có thể làm giảm cơn đau co thắt. Và phương pháp hài hòa là hít thở chậm đều, có thể giảm đau toàn thân. Ông cho biết ông đã mắc bệnh sỏi mật. Bệnh này thường xảy ra một hoặc hai lần một năm. Mỗi lần ông bị đau bụng dữ dội, đổ mồ hôi và buồn nôn. Lúc này ông luôn sử dụng phương pháp thanh tẩy, đồng thời xoa bóp bụng từ trên xuống dưới đều theo nhịp thở. Khi trong bụng xuất hiện tiếng động ruột, cơn đau liền biến mất. Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, ông ấy đã uống thêm một loại thuốc hòa trong nước và không bị bệnh nữa. Một năm trước, ông cùng gia đình con gái út đến Bắc Kinh. Họ thăm lăng mộ nhà Minh, thăm vạn Lý Trường Thành và có khoảng thời gian vui vẻ. Không ngờ khi về đến nhà, ông lại đau lưng, suốt đêm không ngủ được. Khi ho lại càng đau, uống thuốc cũng không đỡ. Ông nằm trên giường luyện công, hít sâu và tập trung hơi thở vào huyệt ung tuyền ở lòng bàn chân. Sau đó thở ra qua huyệt bách hội trên đỉnh đầu, đồng thời thầm niệm thần chú 24 chữ mà ông học được. Sau khi thực hành liên tục khoảng nửa tháng, cơn đau liền biến mất. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng cơn đau là không có thật, nó là cảnh báo về vấn đề của cơ thể. Và việc luyện khí có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó đạt được mục đích giảm cơn đau. Ông chia sẻ cách sắp xếp 3 bữa ăn, ăn đều đặn và chỉ ăn no 80%. Khi nói đến chế độ ăn uống và sức khỏe, Dương Lâm tin rằng người cao tuổi có đường tiêu hóa đã suy yếu, cho nên phải ăn đều đặn, sao cho mỗi bữa ăn no từ 7-80%, chứ không được ăn quá nhiều. Ông Dương không thích ăn thịt, nên ông nói bò bị giết rất đau khổ và khóc. Lợn tru lên và rất tức giận khi bị giết. Nghiên cứu y học đã chứng minh rằng lúc này chất độc sẽ sinh ra trong cơ thể của chúng, cùng với việc thức ăn bị ô nhiễm bởi thức ăn tăng trọng. Nếu chúng sẽ ăn quá nhiều, những chất độc này sẽ tích tụ trong cơ thể chúng ta và trở thành những căn bệnh. Các bạn thấy rằng gà đẻ trứng vui vẻ, khi dắt sữa bò, bò cũng bình yên. Nên tôi nghĩ ăn trứng, uống sữa sẽ an toàn hơn. 3 bữa ăn một ngày của ông được sắp xếp như sau: 200 gram sữa cho bữa sáng, 2 quả trứng luộc, nửa chiếc bánh bao hấp và 1 quả cà chua,
hoặc thay thế thực phẩm tự nhiên khác cũng được. Bữa tối ngoài bánh bao hấp và rau củ, ông còn uống canh trứng ngọt, một quả trứng, một nắm bột mì trắng, đánh đều cho đến khi thành hỗn hợp sền sệt. Đổ vào nồi nước sôi đun sôi, sẽ có màu vàng và thơm. Hàm răng to của ông còn rất tốt, không thiếu một chiếc nào, nên có thể nhai được mọi loại rau củ. Ông kể rằng, khi ở tuổi 70, ông đã mất 3 chiếc răng cửa do bị tụt nướu. Sau này, ông làm theo cách của cha, đánh răng bằng khăn hoặc ngón tay nhúng muối. Và đã hơn 10 năm, ông không bị mất chiếc răng nào nữa. Cách ông điều chỉnh tâm lý của mình là học cách từ bỏ, không tự trách mình và nuôi dưỡng tâm trí bình thản. Trong phòng làm việc nhỏ đơn giản của Dương Lâm, không khí tràn ngập hương thơm của loại hoa ông thích. Khi nói về việc giữ gìn sức khỏe, ông lấy ra bức thư pháp của chính mình. Trên đó viết: đừng lo lắng, đừng tức giận. Trí óc cần được sử dụng và trái tim cần được tĩnh lặng. Ông nói không cần phải tranh chấp ích kỷ và ông thích sự cân bằng. Muốn sống lâu thì phải tự tạo ra may mắn và tâm trạng tốt. Ông giải thích rằng câu đầu tiên là quan trọng nhất, vì khí là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành thí nghiệm thu thập nước khí từ những người ở các trạng thái cảm xúc khác nhau thông qua ống nghiệm thủy tinh. Kết quả là khi một người bình tĩnh, hơi thở ra biến thành nước trong suốt. Khi buồn giận, trong nước có kết tủa trắng. Khi giận dữ, có kết tủa tím. Khi nước màu tím này được tiêm vào chuột thí nghiệm nhiều lần, chuột sẽ chết sau một thời gian. Do đó có thể kết luận người dễ nổi giận khó có thể sống lâu. Dương Lâm cho biết điều ông ngưỡng mộ nhất là phương pháp sống có trách nhiệm với bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Nghĩa là đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc người khác không theo ý bạn, mà hãy nghĩ nhiều hơn về những khuyết điểm của bản thân. Nếu bạn mở lòng tha thứ cho mọi thứ và quên đi mọi điều khó chịu, bạn sẽ không còn lý do để tức giận nữa. Câu thứ hai nói rằng người già nên sử dụng bộ não của họ, và bộ não của họ sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi được sử dụng nhiều. Trong hơn 30 năm kể từ khi nghỉ hưu, ông thức dậy lúc 3-4 giờ mỗi ngày, đọc viết sách và luyện khí công. Cho đến ngày nay, thì lực của ông không bị mờ và tai cũng vẫn rất thính, chứ không bị điếc. Đầu óc ông sáng suốt, có thể nói chuyện với người ta 3-4 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Bình tĩnh là học cách từ bỏ, bỏ qua những điều không nên quan tâm, ngừng lo lắng về những điều không nên lo lắng để có thể hồi phục sức khỏe tốt. Ông vô cùng cảm động trước câu thứ ba. Ông ấy kể rằng một trưởng bộ phận ngân hàng đã đến gặp ông với vẻ mặt cao có và nói rằng lần này anh ta sẽ không được thăng chức. Dương Lâm hỏi anh ta: anh làm trưởng phòng được bao nhiêu năm rồi? Anh cho biết anh đã làm việc được hơn 10 năm. Ông liền nói: anh đã làm trưởng bộ phận đã hơn 10 năm, những người khác mới đến một ngày, chẳng phải anh đã đạt được nhiều vinh quang hơn người ta sao? Người đàn ông nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, và sau đó anh ấy đã khỏi bệnh phiền não. Câu cuối cùng là kinh nghiệm cá nhân của ông ấy. Trước đây, khi còn ở tuổi 57, ông mắc bệnh tim mạch vành, tăng huyết áp, xơ cứng động mạch và rung tâm nhĩ. Tim ông ngừng đập 2 lần và lâm bệnh nặng. Ông tưởng mình chắc chắn sẽ chết. Sau đó, ông đã tập trung nội lực và vận khí để khiến khí huyết lưu thông trở lại. Ông cũng đã kết hợp với xoa bóp và bấm huyệt. Vậy mà hơn 30 năm sau, huyết áp và chức năng tim của ông vẫn bình thường đến bây giờ. Thậm chí bệnh đục thủy tinh thể của ông cũng được chữa khỏi mà không cần điều trị. Ông ấy tin rằng điều này chủ yếu là do tam bảo công, xoa bóp đều đặn và rèn luyện thói quen tốt mỗi ngày. Quý vị có thể tham khảo chính bài tập nâng cao tuổi thọ này ngay bây giờ. Bí quyết 1: tắm nắng buổi sáng để tăng cường năng lượng dương. Dương khí là nền tảng duy trì,
cho các hoạt động sống của con người. Dương khí mạnh thì cơ thể khỏe mạnh, dương khí yếu thì bạn sẽ dễ mắc bệnh. Buổi sáng là thời điểm năng lượng dương mạnh nhất trong ngày. Nếu tắm nắng đúng cách, có thể hấp thụ vitamin D và tia hồng ngoại. Ánh nắng mặt trời giúp kích thích các huyệt đạo và kinh lạc trên lưng, tăng cường năng lượng dương, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng bụng của con người là âm và lưng là dương. Vì vậy tắm nắng cho lưng cũng có thể giúp bổ sung năng lượng dương. Dương khí giống như vệ sĩ của cơ thể. Người đủ dương khí có thể chống lại sự xâm nhập của hàn khí và tà khí bên ngoài. Ngoài ra, y học Trung Hoa còn dạy rằng lưng là dương, chi phối tim và phổi. Việc phơi lưng thường xuyên cũng có thể giúp tim phổi khỏe mạnh. Bí quyết 2, nhắm mắt lại để giảm mệt mỏi. Đảo mắt là phương pháp sử dụng nhãn cầu để thực hiện các chuyển động tròn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Việc này giúp rèn luyện cơ mắt, dây thần kinh mắt, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, hồi phục bạch huyết, đồng thời giảm mỏi và khô mắt. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng đảo xoay mắt có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu cục bộ trong mắt, từ đó ngăn ngừa suy giảm thị lực và cải thiện thị lực ở người cao tuổi. Nhưng hãy cẩn thận, khi đảo mắt, bạn nên chú ý tốc độ vừa phải và biên độ vừa phải để tránh gây rung giật nhãn cầu hoặc bị chóng mặt. Bí quyết 3, đánh mạch thường xuyên hơn để giảm dòng eo và bụng. Mạch xung đai là một kinh mạch quan trọng trong cơ thể con người. Nó đi quanh eo bụng và kết thúc ở rốn. Nếu ai thường xuyên vỗ gõ vào xung đai, có thể kích thích các huyệt đạo và kinh mạch trên xung đai. Điều này sẽ giúp điều hòa khí huyết, tiêu trừ ẩm ướt, nóng nực, ứ động, giúp giảm mỡ và phù nề ở eo và bụng. Bí quyết 4, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để cải thiện tình trạng táo bón. Xoa bụng có thể kích thích các huyệt đạo, kinh mạch ở bụng, điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương, đạt được mục đích chữa bệnh và bồi bổ cơ thể. Xoa bụng theo chiều kim đồng hồ có thể theo hướng của ruột, thúc đẩy nhu động ruột và làm rỗng ruột. Điều này sẽ giúp cải thiện các vấn đề như táo bón và khó tiêu. Khi xoa bụng, bạn nên chú ý theo hướng vừa phải và đều đặn để tránh gây xoắn ruột hoặc đau sốc. Bí quyết 5, xoa bóp huyệt thần khuyết để làm ấm dương và xua tan cảm lạnh. Huyệt thần khuyết là một trong những huyệt quan trọng nhất trên cơ thể con người. Nó nằm ở trung tâm rốn. Xoa bóp huyệt thần khuyết có thể kích thích các kinh mạch, điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương, đạt được mục đích chữa bệnh và bồi bổ cơ thể. Xoa bóp huyệt thần khuyết còn có thể làm ấm dương, xua tan cảm lạnh, cải thiện các vấn đề về tỳ vị. Bí quyết 6, cười và bảo vệ trái tim bạn. Một nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình của những người thích cười là khoảng 79,9 tuổi. Tuổi thọ này dài hơn 2 năm so với tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của những người không thích cười chỉ là 72,9 tuổi. Tục ngữ nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, uống nhiều thuốc không bằng cười nhiều, thuốc bổ không bằng thuốc bổ tinh thần. Cái gọi là thuốc bổ tinh thần là điều chỉnh tinh thần, nhất là người già phải lạc quan, cởi mở và luôn luôn mỉm cười. Nghiên cứu cho thấy, tiếng cười làm giảm căng thẳng quá mức và bảo vệ niêm mạc mạch máu, từ đó làm giảm nguy cơ đau tim. Khi cười, con người cần huy động hơn 400 cơ trong cơ thể để đốt cháy calo một cách hiệu quả. Tôi xin chia sẻ cho bạn làm sao để cười đúng cách. Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy vào buổi sáng là khiến bản thân vui vẻ. Nếu muốn hạnh phúc, bạn phải thư giãn đầu óc và ngừng suy nghĩ về những rắc rối. Để thư giãn đầu óc, trước tiên bạn phải thư giãn. Chỉ khi toàn bộ trái tim bạn thư giãn, cơ thể bạn mới thư giãn. Khi bạn không còn chán nản hay căng thẳng,
thì khi đó bạn mới có thể cười chân thành và hiệu quả nhất. Cho nên tôi khuyên bạn nên cười nhiều để sống vui, sống khỏe và trường thọ. Bí quyết 7. Làm sạch da mặt khô, làm đẹp và miễn dịch mạnh mẽ. Bạn có thể xoa lòng bàn tay vào nhau vài lần cho đến khi cảm thấy mặt nóng lên. Sau đó, mỉm cười và đặt hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Tập trung vào hơi thở và thư giãn, rồi nhắm mắt lại và xoa liên tục. Bạn xoa đều từ dưới lên trên, từ nhẹ đến mạnh dần, cho đến khi mặt có cảm giác ấm. Hãy mát xa mặt như thế này ít nhất 2 lần một ngày, mỗi lần 3 đến 5 phút là đủ. Việc chà sát lòng bàn tay nóng ấm rồi áp vào mặt có thể giúp tăng tốc độ lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, mát xa mặt còn giúp làm da mịn màng, căng hơn, loại bỏ nếp nhăn và trông trẻ trung hơn. Bí quyết 8. Ngâm chân trước khi đi ngủ để giảm mệt mỏi. Ngâm chân có thể kích thích các huyệt đạo và kinh mạch ở bàn chân. Việc này giúp điều hòa khí huyết, đẩy lui âm hàn, cân bằng âm dương, đạt được mục đích chữa bệnh và bồi bổ cơ thể. Ngâm chân trước khi đi ngủ có thể giúp thư giãn cơ bắp và dây thần kinh. Ngâm chân đúng cách có thể giúp bạn giảm mệt mỏi và căng thẳng trong ngày, đồng thời thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Khi ngâm, bạn có thể cho thêm một số dược liệu hoặc tinh dầu để tăng tác dụng của việc ngâm chân. Bí quyết 9. Chải tóc hàng trăm lần vào buổi sáng để cải thiện lưu thông máu. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn hãy dùng lược hoặc ngón tay chải tóc và xoa bóp da đầu. Điều này có thể kích thích các huyệt đạo và kinh mạch trên đầu, giúp điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương và tăng cường sinh lực cho cơ thể. Chải tóc 100 lần một ngày có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, cải thiện chứng đau đầu, mất ngủ, hay quên và các vấn đề thần kinh khác. Nhưng khi chải tóc, bạn nhớ chọn lược mềm và không sắc nhọn, không để móng tay quá dài để tránh làm tổn thương da đầu. Dân, mọi thứ đều có giá của nó, và cái giá của việc chăm chỉ mát xa và biết ơn cơ thể của bạn sẽ mang về một sức khỏe sung mãn, một tinh thần phấn chấn, một trạng thái vui vẻ và sống trường thọ. Chúc bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và sống trường thọ. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe bà Uyển Hộ Bờ Tỉnh Thức. Xin chào tạm biệt.